tôi đến thời điểm hiện tại, chúng tôi thấy rằng quyết định của Vinhome khi đồng hành cùng EcoPark là một quyết định vô cùng đúng đắn. Hợp tác với EcoPark thì bản thân như Thu Huyền cũng như New Talent xác định sẽ một chặng đường rất là dài, một mối tình mà thực sự phải gọi là tri kỷ. Tân thời đại thì chúng tôi lựa chọn EcoPark bởi người chủ của họ. Như chị đã nói nhắc đi nhắc lại, đó là chị chọn những cái sản phẩm mà có giá trị cốt lõi, và ở EcoPark chị nhìn thấy cái điểm đấy. Thanh xuân của phía Đông, thanh xuân của Seoul và Thiên Đường, lâu đài về hoa hồng của các bạn Seoul bất động sản chính là EcoPark. Trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn EcoPark, Phúc Lộc nhìn thấy đây là một nền tảng vững chắc để cho chúng tôi có những cái cơ hội bứt phá, vươn lên trở thành đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu miền Bắc. Cho đến nay thì chị cảm thấy là quyết định đưa VHS về đây đồng hành cùng với chủ đầu tư EcoPark là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Khi mà đồng hành với lại chủ đầu tư EcoPark thì đại lý là để xác định đấy là một con đường dài. Một năm qua chị cảm thấy chưa bao giờ hối hận khi bước chân vào EcoPark và được đồng hành cùng với chủ đầu tư EcoPark. Đúng bây giờ là đến quá nửa đời người. Chị chọn mảnh đất này làm nơi thực hiện ước mơ và hoài bão của chị. Là một trong số ít người có thời gian đồng hành cùng EcoPark với quãng thời gian 12 năm. Mình đến EcoPark thì vào một buổi chiều thu, vậy mà thời gian thấm thoát đã hơn 12 năm rồi. Anh chị vào làm an ninh. 2014 thì EcoPark mới lại tự thành lập đội bán hàng. Lúc đó anh quay lại và cống hiến gắn bó với công việc EcoPark đến giờ. Trong cái quá trình của 12 năm đó thì chị được chứng kiến cả hai sự hình thành của cả EcoPark và Ecoland. Đối với chị thì Ecoland hay là EcoPark nó như là một phần của bản thân mình rồi. 12 năm, tất cả những gì mà tươi đẹp nhất, thanh xuân nhất, rực rỡ nhất của mình và Matalen đã gửi chọn cho EcoPark, trưởng thành cùng EcoPark. Bước chân từ một cái lĩnh vực mới sang một nghề mới này, thế rồi là vào một cái sản phẩm mà thời điểm đó là rất là khó, bán xe ô tô, bán nhà bên Hà Nội, thế rồi là mấy trăm triệu của mình trong tài khoản là cũng tiêu hết để mà làm truyền thông quảng cáo, làm những cái công việc cho phục vụ bán hàng. Cảm giác lúc đó giống như là mình đang đâm đầu vào tường. Thời điểm thị trường gần như đóng băng mà tất cả các chủ đầu tư, không có chủ đầu tư nào ra hàng, thì một mình EcoPark gần như là con cá vượt đi ngược lại dòng nước ra hàng. Thời điểm Covid thì thực sự là rất là khó khăn. Bên mình đổ rất là nhiều các cái tiền truyền thông vào, nhưng mà cái lượng khách thu lại thì không đem lại nhiều cái kết quả cao. Thời điểm đó hẹn gặp khách hàng thì khách hàng không muốn gặp mình. Có khách hàng hẹn lần thứ 3 rồi cũng không gặp được. Dịch như vậy mà vẫn cố gắng xuống dưới dự án rồi trực khách, mà thực ra là dịch trực làm gì có ai đâu. Khách hàng cũng có nói là dịch thế này thì có mua không mua bán gì đâu em. Rồi dịch thế này không có lợi nhuận gì đâu em để mà đầu tư. Thành quả nó đến với mình nó khá là muộn. Có nghĩa là từ khi bắt đầu đến lúc bắt đầu có sản phẩm bán được đầu tiên là nó mất khoảng hơn một năm. Trụ lại với EcoPark thì đâu đó chỉ khoảng độ 10 cho đến hơn 10 bạn thôi. Các bạn quyết tâm bằng mọi giá, kể cả bạn ấy bảo là dù có không bán được, dù không có không kiếm được tiền thì chị em xin chị cho ở lại. Em xin chị chỉ cần thuê văn phòng, bọn em sẽ trụ lại và bọn em sẽ tồn tại được ở EcoPark. Nếu mà nhớ lại cái cảm giác mà vui sướng nhất thì đúng là cái khi mình bán được cái căn biệt thự đảo đầu tiên. Ở cái khoảnh khắc nó cũng khá là đặc biệt. Đến lúc đó là mình nhớ là chiều 27 Tết rồi. Mình sang EcoPark để bán hàng từ Tết âm, ngoài Tết âm năm 2019. Sau đó đến 30 tháng 11 năm 2019 là mình có cái doanh số đầu tiên, sự kiện mở bán biệt thự đảo EcoPark ở khách sạn Media. Đúng là cái mà gọi là dạo dực nhất, mang lại cho mình những cái mà cảm xúc nhất từ trước đến giờ, thì nó lại xảy ra đúng vào cái ngày sinh nhật tuổi 38 của mình, khi mình bán được hai căn biệt thự đảo 450m trị giá mỗi căn là 38 tỷ. Đến bây giờ mình cũng bán, anh em nhóm của mình là cũng bán được khá khá được khoảng 44 căn.
ra hàng Thủy Trúc là anh em mình cũng bán được với shop Hau Vịnh Đảo. Như đến thời điểm này là mình đã có một chút thành quả, cũng mua lại được xe và cũng mua một căn shop house ở Thủy Trúc rồi. Mình không phải lo về cơm áo gạo tiền như ở ngoài Hà Nội nữa, là tháng này bán được, tháng kia không bán được. Mà đây hầu như rất đều, hầu như tháng nào mình bán được. Tôi cũng giống như các bạn sư khác, là mình học hỏi về dự án. Và lúc đó thì mình cũng chỉ là nhân viên kinh doanh bình thường thôi. Mà sau gần nửa năm gắn bó, cũng có một số kết quả nhất định. Thì được công ty, được ban giám đốc Đức Home tin tưởng và bổ nhiệm là giám đốc dự án của EcoPark. Cuộc sống kinh tế thì chắc chắn rồi, rất là thay đổi rất là nhiều. Thì bên sau đó thì mình cũng mua xe trở lại, rồi mua nhà, mình cũng đã mở văn phòng bên này và có khoảng 10 nhân viên. Thì cá nhân mình cũng đã đầu tư cho mình một cái căn hộ ở đây rồi. EcoPark là một dự án mà New Talent xác định sẽ là một nền tảng để có thể giúp cho New Talent là đơn vị phân phối dẫn đầu về bất động sản trên thị trường. Và một sự nhắn nhủ, một sự chia sẻ rằng tất cả sale trên thị trường về với EcoPark không bao giờ phải lo lắng nguồn hàng, không phải 1 năm, 2 năm và trong 5 năm tới. EcoPark sẽ lập lên một cái kỳ tích của phía Đông và chắc chắn rằng là thanh xuân của EcoPark, nếu như các bạn theo được thì các bạn sẽ trở thành những sale triệu đô. Với những cái bạn sale trẻ, các bạn có thể yên tâm là chúng ta có thể khởi nghiệp ở EcoPark và về hưu cùng với EcoPark. Tiền nhiều như lá bốn mùa, mà các bạn phải biết rằng là ở đây thì cây để toàn cây to mà lại là triệu cây, thì chúng ta không bao giờ đếm hết được số lá cây ở EcoPark. Vậy thì không về đây thì còn đi đâu nữa ạ? Khi về đây và được trải nghiệm cuộc sống ở đây thì chị quyết định đây sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của mình. Chị thực lòng là chị muốn dừng lại, bản thân chị muốn dừng lại, xây dựng cho mình, cùng cho bản thân chị cùng với cả các em của chị. Các em ở đây thì nó có rất là nhiều nghĩa, nhưng thực ra các em ở đây gần như là toàn là nhân sự của Nova Home. Cứ mỗi ngày chị gặp các bạn ấy xong rồi khuyến khích các bạn ấy, động viên các bạn ấy phải phấn đấu. Mua cho mình thêm một ngôi nhà dù là nó nhỏ, nhưng mà chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Đúng bây giờ là đúng quá nửa đời người. Chị chọn mảnh đất này làm nơi thực hiện ước mơ và hoài bão của chị.